Chấn động, phụ huynh vượt gần 100 cây số để đồng hành cùng con trong khóa học tiếng Anh dẫn tour level 6. Chị có thể giới thiệu một chút về bản thân của mình? Chị là Phương, chị đến từ Ninh Bình. Thì bạn nhà chị học lớp tour guide là 1B1. Chị có thể chia sẻ lý do vì sao mà chị đưa bạn từ một quãng đường khá là xa từ Ninh Bình đến Hà Nội để tham gia khóa học này? Đấy là bọn chị ở vùng quê, ở dưới Yên Khánh, Ninh Bình thì nó chỉ là được học trên trường thôi. Để giao tiếp và thực tế thì gần như các bạn không được giao tiếp nhiều. Nên là chị cũng tìm hiểu trên mạng và biết đến cái trung tâm của bên mình. Để đi tour thì dẫn tour là thực tế và tăng cái vốn phản xạ và kỹ năng nói. Thì chị đã đăng ký đến trung tâm. Thế để chuẩn bị cho buổi demo ngày hôm nay, em thấy buổi demo hôm nay bắt đầu khá sớm. Thì chị với bạn đã đi từ lúc nào? Thực tế là hai mẹ con chị là đi từ Ninh Bình là 6-7 giờ tối hôm qua. Thì lên đây cũng khá là muộn, 10 giờ mới lên tới nơi. Và mẹ con chị phải thuê nhà nghỉ để nghỉ. Và 5 giờ đã phải bắt đầu hành trình là hai mẹ con dậy. Và 6 giờ 10 là có mặt ở đây. Thế trong quá trình mà chị có đứng ở ngoài lớp để xem lớp mà hoạt động nào, thì chị có cảm nghĩ thế nào về lớp học buổi demo không? Phải nói trước tiên là thầy quá là chỉnh chu và tuyệt vời luôn. Ở lớp demo thì thấy gần kỹ năng của các bạn quá là tuyệt. Và thầy cũng chỉnh các bạn từ những cách ăn, cách nói, cách thuyết trình. Thì thấy là thực tế luôn. Em cảm ơn chị. Cảm ơn.